nghiệp thành lập 10 tháng năm 2021 giảm 20%. The Coffee House bắt tay với nhiều bên thứ ba để tăng độ phủ. Các hãng taxi lỗ nặng bởi Covid-19. Khốc liệt thị trường bán lẻ theo chuỗi, bia Sài Gòn đạt hàng loạt huy chương tại giải thưởng quốc tế. Sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng năm 2021. Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng năm 2021, cả nước có 11,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 150,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 72,2 nghìn người, giảm 22% về số doanh nghiệp, giảm 16,3% về vốn đăng ký và giảm 23,7% về số lao động so với tháng 4 2021. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, sự sụt giảm cả về doanh nghiệp, số vốn và số lao động do tâm lý thành lập doanh nghiệp mới chịu những tác động tiêu cực từ làn sóng Covid-19 thứ tư. Tính chung 5 tháng đầu năm, có 59,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 12 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Ngay khi đợt dịch lần 4 bùng phát, xấp xỉ 2/3 trong số 178 cửa hàng của The Coffee House buộc phải hạn chế số lượng khách vào cửa hàng, từng nói không với các ứng dụng giao đồ ăn. Tuy nhiên, giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, xu hướng tiêu dùng của khách hàng thay đổi nhanh chóng, The Coffee House đang có những động thái cởi mở hơn với bên thứ ba. Sau lô ship, mới đây từ ngày 14 tháng 5 2021, The Coffee House chính thức đưa sản phẩm hãng liên kệ Bemin. Thời gian đầu thí điểm tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đà Nẵng và Hà Nội. Không chỉ Bemin, sắp tới The Coffee House cũng đã có kế hoạch hợp tác với những đối tác khác để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm cà phê thân thuộc dù ở bất cứ nơi đâu, đặc biệt khi đợt dịch Covid thứ tư bùng phát. Từng thăng hoa trong giai đoạn trước năm 2016, nhưng khi tỷ lệ sở hữu ô tô của người Việt tăng lên, dịch Covid-19 bùng phát và đặc biệt miếng bánh thị trường phải chia sẻ cùng các hãng gọi xe công nghiệp mà đại diện tiêu biểu là Grab khiến các công ty taxi khốn đốn. Cả hai ông lớn là MyLink và Vinasun đều lỗ nặng trong năm 2020. MyLink lỗ 185 tỷ đồng sau thuế, còn Vinasun ghi nhận lỗ 211 tỷ đồng. Theo báo cáo của Hiệp hội Taxi Ba Miền gửi lên Thủ tướng Chính phủ, đã có thời điểm lượng hành khách của các hãng taxi giảm từ 80 đến 90% khiến doanh thu giảm theo. Trước tình hình này, Hiệp hội kiến nghị giảm thuế giá trị gia tăng về 0% trong thời gian 6 tháng cho các doanh nghiệp về kinh doanh vận tải, giảm 50% lệ phí trước bạ cho các xe ô tô đăng ký mới để kinh doanh vận tải, cùng với đó xin giảm lãi vay, cơ cấu nợ. Thị trường bán lẻ theo chuỗi là cuộc chơi của loạt tay lớn ngoại nội hiện nay. Các thương hiệu lớn hiện nay phải kể đến như The Coffee House, Highland, Starbucks đều đang trong cuộc đua đốt tiền và chưa có tín hiệu sẽ dừng tăng tốc. Vừa qua, tập đoàn Kido công bố triển khai dự án bán lẻ theo chuỗi cửa hàng với tổng đầu tư dự án dự kiến 100 tỷ đồng, càng làm thị trường bán lẻ theo chuỗi thêm phần khốc liệt. Trước đó không lâu, công ty trách nhiệm hữu hạn The Sepa, thành viên của tập đoàn Masan, cũng đã mua lại 20% cổ phần thương hiệu Phúc Long. Nova Consumer, thành viên của Novaland, cũng vừa thâu tóm Findeli, hay thương hiệu ngoại cà phê Amazon chính thức gia nhập thị trường đầu năm nay và tuyên bố sẽ phủ khắp từ năm 2021. Theo hãng nghiên cứu Euromonitor, giá trị thị trường chuỗi cà phê và trà Việt Nam hiện đạt 1 tỷ USD mỗi năm. Do đó, đây chính là miếng bánh béo bở mà cả doanh nghiệp nội lẫn doanh nghiệp ngoại không dễ bỏ qua. Mới đây, ba sản phẩm bia của Sabeco đã đạt được huy chương vàng và bạc tại Giải thưởng Bia Quốc tế Úc 2021. Đây là cuộc thi bia thường niên lớn nhất thế giới dành cho cả dòng bia tươi và đóng chai. Năm 2021, có đến 2.500 ứng cử viên sáng giá đến từ 400 nhà sản xuất bia tại 21 quốc gia trên thế giới tham gia và được đánh giá bởi hơn 75 giám khảo trong cuộc thi. Các sản phẩm được vinh danh của Sabeco gồm Sài Gòn Gold, bia Sài Gòn Chill, bia Sài Gòn Laser. Những giải thưởng này một lần nữa khẳng định uy tín và chất lượng vượt trội của các thương hiệu nội địa Việt Nam trong ngành sản xuất bia quốc tế. Hiện tại, các sản phẩm của Sabeco đã được xuất khẩu sang 38 quốc gia trên khắp thế giới, trong đó có các thị trường khắt khe như Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Hà Lan, Anh, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Nga, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Nhật Bản.